Chào mừng các bạn đã đến với tự ôn thi.com nơi giúp các bạn học dễ hiểu và thi hiệu quả Với các môn cấp độ chiến lược như là SBR hay là SPL thì câu hỏi trong đề thi luôn gắn với tình huống cụ thể chứ rất ít khi nào mà hỏi chung chung Chính vì vậy cái cách học hiệu quả nhất là chúng ta sẽ cần nhanh chóng đọc lý thuyết của các cái chủ đề trọng yếu sau đó chuyển sang thực hành bài tập luôn Những vấn đề là với các cái môn chiến lược để xác định được cái chủ đề trọng yếu thì nó lại không đơn giản lúc trước nhiều bạn hỏi mình nhưng mà sau khi mình trả lời thì các bạn nói là như thế này thì là học hết rồi còn gì ừ thì thực sự nó cũng đúng là như vậy gần như chưa nào cũng phải học nhưng vấn đề là học đến mức độ nào và tập trung học cái gì như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì mình đã liệt kê ra 18 cái chủ đề trọng yếu trong môn SBR trong các chủ đề này thì lại phân chia ra các chủ đề trọng yếu màu xanh đậm và cực kỳ trọng yếu màu xanh sáng nếu như các bạn chỉ có 2 tuần để học thì mình kiến nghị các bạn dành toàn bộ thời gian vào các cái chủ đề màu xanh sáng cực kỳ trọng yếu nha. Và mình sẽ hệ thống kiến thức của môn SBR thông qua 18 chủ đề này, phân chia thành 5 video. Trong video đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với hai chủ đề về đạo đức và sự thay đổi hay là sự phát triển trong các cái quy định kế toán. Hãy bắt đầu nhé! Chủ đề về đạo đức là một chủ đề rất rất quan trọng vì vì kỳ thi nào cũng có Thường là một phần trong câu hỏi của phần A với khoảng 10 điểm gồm cả điểm trình bày chuyên nghiệp ấy. Và lướt qua các cái đề thi năm trước cũng như đề thi thử ta có thể thấy rằng dạng bài này nó sẽ có một số các cái đặc điểm như sau Đó có thể là một tình huống riêng về vấn đề đạo đức hoặc là kết hợp với các cái vấn đề về kế toán để tạo thành một câu hỏi lớn dạng câu hỏi thường sẽ là yêu cầu thảo luận hoặc giải thích về các vấn đề đạo đức và nghề nghiệp phát sinh trong tình huống được cung cấp có thể bao gồm cả đề xuất hành động phù hợp để giải quyết vấn đề và tình huống sẽ thường liên quan đến các cái khía cạnh mà dễ bị sai sót đòi hỏi kế toán phải sử dụng xét đoán nghề nghiệp để quyết định hoặc là cái việc có hạch toán hoặc uh, nó dễ bị nhập nhằng chẳng hạn như là các khoản thiết lập dự phòng này, rồi là ghi nhận một khoản mục là tài sản hay chi phí này rồi là phản ánh cái sự thay đổi trong giá trị hợp lý của tài sản ở các khoản suy giảm giá trị tài sản hoặc là thuyết minh thông tin trên báo cáo và để xử lý các tình huống về đạo đức nghề nghiệp thì thường chúng ta sẽ phải trình bày bốn nội dung thứ nhất là các quy định yêu cầu về kế toán hay báo cáo tài chính liên quan thứ hai là cái ảnh hưởng của sai phạm đến việc ghi nhận kế toán hay là trình bày báo bà cáo tài chính như thế nào thứ ba là ảnh hưởng của sai phạm đến cái việc tuân thủ nguyên tắc đạo đức của thành viên ACCA và cuối cùng tùy từng tình huống có thể là cần phải kiến nghị hành động phù hợp hai cái nội dung đầu tiên thì chúng ta sẽ phải để ý khi mà học các cái chuẩn mực tương ứng còn với hai cái nội dung còn lại thì chúng ta sẽ phải nắm được hai cái phần kiến thức sau thứ nhất là năm cái nguyên tắc đạo đức cơ bản của kiểm toán viên là các nguyên tắc mà acca yêu cầu thành viên của mình phải tuân thủ vấn đề này thì đã được đề cập quá nhiều lần ở cả môn kiểm toán cơ bản lẫn môn sbl nên là chắc các bạn cũng đều đã biết rồi ở đây thì mình chỉ lưu ý hai điểm. Với nguyên tắc về kiến thức và kỹ năng chuyên môn, tình huống thường đề cập đến cái sự xuất hiện của các cái công nghệ như là AI hay là dữ liệu lớn hay là blockchain. À, ví dụ như trong đề thi của kỳ năm 2021 có đưa ra cái tình huống rằng công ty B có kế hoạch triển khai công nghệ blockchain để mà lưu trữ tất cả các dữ liệu liên quan đến cái mỏ của mình. Giám đốc tài chính có kiến thức hạn chế về công nghệ và mô hình kinh doanh mới mà B đang cố gắng phát triển. Anh ta đã nói với kế toán trưởng rằng việc công ty đang làm là không cần thiết. Trong khi đó, ngày nay thì kế toán viên sẽ phải cung cấp những thông tin liên quan không chỉ về vấn đề tài chính mà còn cả về các cái vấn đề như là ESG, là các cái cơ hội và thách thức do công nghệ và các cái mô hình kinh doanh mới mang lại đòi hỏi trình độ hiểu biết về công nghệ của các kế toán viên ngày càng cao và cái đoàn viên chuyên nghiệp sẽ cần phải mở rộng các lĩnh vực năng lực của mình bao gồm nhận thức về công nghệ, về xã hội, về môi trường thì trong tình huống của công ty B này có thể thấy rằng giám đốc tài chính đã không nhận thức được cái tầm quan trọng của việc công ty đang cố gắng để triển khai về các kỹ khía cạnh môi trường xã hội nên mới cần phải áp dụng công nghệ mới nhằm chứng nhận nguồn cung ứng hợp pháp cho các vật liệu thô mà mình khai thác và Giám đốc tài chính cũng không có đủ kiến thức về công nghệ và các cái vấn đề về môi trường xã hội cần thiết để mà thực hiện công việc. Hay nói cách khác là giám đốc tài chính ở đây không đáp ứng được cái nguyên tắc đạo đức về kiến thức và kỹ năng chuyên môn của mình. Với nguyên tắc về tính bảo mật, chúng ta cần biết cái thuật ngữ insider trading là giao dịch nội gián. Bạn nào có làm đầu tư chắc sẽ quen thuộc cái giao dịch nội gián nó liên quan đến việc sử dụng thông tin không được công bố để đưa ra quyết định đầu tư tài chính dựa trên thông tin mà người khác chưa biết rõ ràng là cái hành vi như vậy nó sẽ không hợp đạo đức và gây ảnh hưởng không công bằng đến các cái cổ đông khác Ví dụ là một thành viên ACC làm việc trong công ty biết được công ty sắp có một đợt tái cấu trúc. Thông tin thì chưa được công bố và anh ta lại tiết lộ với vợ con anh chị em là những người sở hữu cổ phiếu của công ty về cái vấn đề tái cấu trúc này. Khi này những người được anh ta tiết lộ thông tin sẽ có thể đưa ra các cái quyết định đầu tư có lợi cho họ và không công bằng với các cổ đông còn lại đúng không ạ? Đó là cái vấn đề thứ nhất, còn vấn đề thứ hai trong cái chủ đề về đạo đức này đó là năm cái mối nguy cơ ảnh hưởng đến việc tuân thủ các cái nguyên tắc đạo đức cơ bản phần này thì thực ra cũng đã học ở môn sbl rồi mình nhắc lại một chút thứ nhất đó là nguy cơ do tư lợi thứ hai là nguy cơ tự soát xét thứ ba là nguy cơ về sự bào chữa thứ tư là nguy cơ từ sự thân thuộc và thứ năm là nguy cơ bị đe dọa với phần này thì mình lưu ý hai vấn đề thứ nhất là cái động cơ để vi phạm các cái nguyên tắc đạo đức Chúng ta sẽ cần phải để ý nếu tình huống đưa ra các thông tin về chính sách lương thưởng hay là áp lực để giữ được công việc thì khi này ta sẽ cần giải thích rõ cái động cơ đã gây ra cái nguy cơ tư lợi như nào ảnh hưởng đến tính khách quan chính trực của cái thành viên ACC ra sao. Thứ hai là về các hành động để giảm thiểu, ngăn chặn nguy cơ. Tất nhiên là mỗi tình huống thì chi tiết nó sẽ khác nhau nhưng về cơ bản thì nó sẽ chỉ xoay quanh các cái hành động kiểu như là báo cáo về vấn đề với bộ phận kiểm soát nội bộ hay là kiểm toán nội bộ hay là bộ phận tuân thủ công ty này, rồi là báo cáo với ban lãnh đạo, với ban quản trị. Rồi là nếu ban lãnh đạo vẫn không chấp nhận xử lý vi phạm thì có thể tìm kiếm lời tư vấn chuyên nghiệp từ ACCA, thậm chí là cân nhắc đến các cái tư vấn pháp lý và nếu vấn đề không thể được xử lý thỏa đáng thực hiện từ trước để tách bản thân khỏi vấn đề vi phạm. Nói chung là đấy, xung quanh quay xoay đi xoay lại nó cũng sẽ chỉ có các cái uh, biện pháp để ngăn chặn nguy cơ như vậy thì chúng ta có thể uh, ghi nhớ để vận dụng vào các tình huống bài tập. Chuyển sang chủ đề thứ hai về sự thay đổi hay là sự phát triển trong quy định kế toán thì đây không phải là một chủ đề siêu trọng yếu luôn xuất hiện giống như cái chủ đề về đạo đức nghề nghiệp, nhưng nó cũng xuất hiện tương đối nhiều và cứ xuất hiện trong đề thi là sẽ gây khó khăn lớn cho chúng ta sẽ có hai nội dung chính trong chủ đề này. Thứ nhất là cái yêu cầu phải thảo luận về cái việc xử lý một số khoản mục đặc biệt như là các cái tài sản số, các cái thảm họa tự nhiên hay là sự kiện toàn cầu kiểu Covid và cả các cái vấn đề về thay đổi khí hậu. Để mà xử lý các cái câu hỏi về nội dung này thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải kết hợp kiến thức về các cái chuẩn mực kế toán liên quan. Ở đây thì mình lưu ý một số điểm sau. Thứ nhất là về các cái tài sản số Giống như kiểu là tiền số Thì không có chuẩn mực kế toán riêng quy định Do vậy kế toán cần tự xây dựng cái chính sách kế toán phù hợp để áp dụng theo quy định tại IS số 8 Theo đó thì các giám đốc sẽ phải dựa vào hướng dẫn tại các cái chuẩn mực IFRS để xử lý vấn đề tương tự và các quy định tại khung khái niệm Và cái cách xử lý được chấp nhận rộng rãi hiện nay sẽ là các cái tiền số thì nó không thỏa mãn định nghĩa về tiền Mặc dù ngày càng được nhiều công ty chấp nhận sử dụng trong thanh toán nhưng bởi vì chúng không phải là tiền mặt hợp pháp, không phải là cái phương tiện trao đổi được chấp nhận rộng rãi theo hướng dẫn tại IS số 32. Do vậy thì nó không thỏa mãn điều kiện được coi là tiền. Cũng không thỏa mãn cái định nghĩa về tương đương tiền bởi vì nó luôn phải chịu cái sự biến động lớn về giá trị Do vậy thì không thỏa mãn điều kiện là cái uh, rủi ro không đáng kể về thay đổi giá trị để được phân loại là tương đương tiền theo IAS số 7. Đồng thời cái tiền số này cũng không thỏa mãn định nghĩa về tài sản tài chính theo quy định tại IAS số 32 bởi vì, vì nó không phải tiền mặt cũng không phải tạo ra được cái lợi ích vốn chủ sở hữu cũng như không tạo ra cái quyền theo hợp đồng để mà nhận tiền tiền hoặc là các cái công cụ tài chính khác. Rồi là tài sản số nó cũng không thỏa mãn định nghĩa về tài sản cố định hữu hình do nó không có hình thái vật chất. Như vậy thì cái tài sản hay là cái tiền số này nó sẽ thỏa mãn nhất với cái khái niệm về tài sản cố định vô hình theo quy định tại IS số 38 với các cái đặc điểm là thứ nhất có thể xác định được bởi vì chúng có khả năng tách khỏi chủ sở hữu và chuyển nhượng riêng lẻ rồi là chúng không phải là tiền tệ và không có hình dạng vật lý do vậy thì cái cách phù hợp nhất để hạch toán tiền số theo hiện, quy định hiện nay sẽ là tuân thủ theo IS số 38 tức là hành hạch toán như một cái tài sản cố định vô hình. Các bạn lưu ý là sẽ có tình huống bài tập cho thông tin rằng tiền số được chấp nhận là cái phương tiện thanh toán rộng rãi tại một cái quốc gia. Thì khi đó cái việc đánh giá có thỏa mãn các cái chuẩn mực hay không thì nó sẽ khác với những gì mình vừa nói nha. Cái lưu ý thứ hai là với cái loại tài sản số mà là theo dạng ICO. ICO thì tạm dịch là phát hành tiền ảo lần đầu. Đây là một cái hình thức huy động vốn cộng đồng được sử dụng để gây quỹ cho các cái loại tiền điện tử, tài sản tiền điện tử mới được phát hành. Theo đó, các cái nhóm dự án tiền số họ sẽ tạo ra các cái token hoặc các cái coin để bán cho những người ủng hộ sớm. Người dùng nhận được token mà họ có thể được sử dụng ngay lập tức vào trong tương lai và dự án sẽ nhận được vốn để phát triển. Thông thường sẽ là theo dạng tiền số như kiểu là Bitcoin hoặc là một đồng tiền nào đó khác. Tóm lại là hiểu bản chất nó sẽ giống như IPO nhưng đây là tiền số vậy thôi thì sau khi thực hiện ico doanh nghiệp sẽ ghi tăng tài sản còn ghi có như thế nào thì sẽ phụ thuộc vào các cái quyền gắn liền với cái tiền điện tử được cấp cho những cái người ủng hộ cụ thể là nếu như doanh nghiệp phát hành đồng tiền số mới cho nhà đầu tư khi mà để mà nhận được tiền đầu tư ấy, thì khi này doanh nghiệp thực hiện ico thường không có nghĩa vụ gì thêm với những nhà đầu tư sớm nữa những nhà đầu tư sớm khi này sẽ có thể hưởng lợi khi mà tiền điện tử mới tăng giá trị còn nếu như doanh nghiệp phát hành token kèm cam kết cho nhà đầu tư, kiểu cam kết có thể là một phần lợi nhuận của doanh nghiệp hoặc là cái quyền truy cập vào các sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp một cách miễn phí hoặc với giá ưu đãi. Thì khi này, doanh nghiệp phát hành ICO cần đánh giá các nghĩa vụ phát sinh và áp dụng cái chuẩn mực kế toán IFRS tương ứng để hạch toán. Theo đó thì doanh nghiệp phát hành sẽ cần áp dụng chuẩn mực IS số 32 để xác định xem cái tài sản số mình đã phát hành cho người ủng hộ sẽ là công cụ nợ hay công cụ vốn và ghi nhận tương ứng. Như vậy thì cái doanh nghiệp mà phát hành ICO sẽ cần phải đánh giá các cái nghĩa vụ phát sinh khi mà ICO và áp dụng chuẩn mực kế toán IFRS tương ứng để mà hạch toán. Theo đó thì doanh nghiệp sẽ cần phải áp dụng IS số 32 để xác định xem cái tài sản số mình đã phát hành cho người ủng hộ sớm là công cụ nợ hay công cụ vốn và ghi nhận tương ứng. Nếu như mà người ủng hộ có quyền nhận các cái khoản phân phối từ lợi nhuận hay các cái khoản reserve khác của doanh nghiệp thì đó sẽ là công cụ vốn. Còn nếu doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thanh toán tiền hoặc tài sản tài chính khác cho cái người ủng hộ hay người nắm giữ tài sản uh, tiền điện tử thì đó sẽ là nợ phải trả tài chính. Trường hợp mà doanh nghiệp phát hành một cái nghĩa vụ phi tài chính, ví dụ như tổ chức này có thể có nghĩa vụ phát sinh từ việc phát hành token kiểu như là xây dựng một cái sàn giao dịch mà qua đó những người nắm giữ token có thể giao dịch với các thành viên khác của sàn chẳng hạn. Thì khi này tổ chức sẽ cần áp dụng theo IS số 37 về nợ dự phòng rồi là nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng. Cái lưu ý thứ ba ở đây đó là về các cái sự kiện toàn cầu Chẳng hạn như là các cái thảm họa tự nhiên Hoặc là đại dịch Thì khi này uh, Báo cáo tài chính sẽ cần phải phản ánh ảnh hưởng Của những cái sự kiện này Các cái vấn đề tiềm ẩn cần xem xét Sẽ có thể kể đến ở đây Thứ nhất là các cái sự kiện sau kỳ báo cáo Thì cái cách thức xử lý nó sẽ phụ thuộc Vào thời điểm diễn ra sự kiện Nếu xảy ra sau ngày kết thúc kỳ báo cáo Nhưng mà trước khi báo cáo tài chính phát hành Thì sẽ áp dụng các cái yêu cầu của Chuẩn mực tại IS số 10 về các cái sự kiện phát sinh sau khi kết thúc kỳ báo cáo. Vấn đề tiềm ẩn thứ hai cần xem xét ở đây đó là suy giảm giá trị của tài sản. Bao gồm thứ nhất là tài sản cố định hữu hình, ví dụ như là một tòa nhà bị hư hỏng thì có thể sẽ bị suy giảm giá trị hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Hoặc là các cái tài sản vô hình rồi là lợi thế thương mại, kiểu như là thảm họa tự nhiên thì có thể ảnh hưởng đến cái khả năng tạo ra lợi nhuận trong tương lai của doanh nghiệp và dẫn đến việc phải ghi giảm hoặc xóa sổ lợi thế thương mại và tài sản vô hình. Khi này thì áp dụng theo quy định tại IS 36 về suy giảm giá trị của tài sản thôi. Còn nếu là suy giảm giá trị tài sản tài chính kiểu như là khả năng thu hồi các khoản phải thu có bị ảnh hưởng hay không thì khi này áp dụng theo quy định tại IFRS số 9 về các công cụ tài chính. Với hàng tồn kho, ví dụ như kiểu là hàng tồn kho bị hư hỏng có khả năng phải ghi giảm cái giá trị thuần có thể thực hiện được hoặc là uh, xóa sổ hoàn toàn thì khi này áp dụng theo quy định tại IS số 2 về hàng tồn kho. Rồi là chúng ta còn phải xem xét về các khoản bồi thường bảo hiểm hoặc hỗ trợ từ chính phủ mà doanh nghiệp có thể nhận được. Rồi là về vấn đề hoạt động liên tục, đánh giá khả năng xem doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động liên tục sau một cái sự kiện thảm họa thiên tai hay không. Rồi là có cần phải thuyết minh gì thêm trên báo cáo tài chính không. Thì tất cả các cái lĩnh vực được liệt kê vừa rồi nó đều liên quan đến các cái xét đoán trọng yếu. Công ty sẽ cần phải cân nhắc theo cái chuẩn mực AS số 1 xem xét xem là liệu cái việc ở thuyết minh thông tin cần thiết để giúp người dùng hiểu được tác động của sự kiện thiên tai này đến hoạt động doanh nghiệp hay không. Một điểm nữa là lưu ý về cái vấn đề thay đổi khí hậu. Hiện tại thì không có cái chuẩn mực IFRS riêng để cập cụ thể. Cái tổ chức IFRS thì đã thành lập ra ISSB và đã có dự thảo về việc thuyết minh thông tin liên quan đến việc biến đổi khí hậu. Thì lát nữa sang cái phần về báo cáo tính bền vững mình sẽ giải thích thêm về vấn đề này và lưu ý rằng về cái vấn đề thay đổi khí hậu các bạn sẽ cần phải đọc thêm bài viết trên website của ACCA mất tầm 10 phút thôi. Thì các bạn hãy cố gắng đọc để có ý tưởng để viết câu trả lời khi làm bài. Cái nội dung thứ hai mà chúng ta cần phải nắm được trong chủ đề này đó là vấn đề về báo cáo bền vững và các cái chuẩn mực về tính bền vững. Bạn nào mà đã học môn SBL thì chắc là đã biết cái khái niệm về bền vững rồi bền vững nghĩa là hạn chế sử dụng các cái nguồn lực đang bị hao mòn sao cho chúng có thể phục hồi còn báo cáo về tính bền vững là báo cáo tích hợp các cái vấn đề về môi trường xã hội và quản trị viết tắt là esg các cái nhà đầu tư các cái bên liên quan sẽ kỳ vọng doanh nghiệp báo cáo về các cái thông tin này bên cạnh các cái thông tin báo cáo tài chính thông thường câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Tại sao nhà đầu tư lại quan tâm muốn biết các cái thông tin về ESG? Chúng ta có thể kể đến năm cái khía cạnh. Thứ nhất là tính thích hợp, tính phù hợp hay sự liên quan tùy cách các bạn dịch. Các nhà đầu tư thì ngày càng quan tâm tìm hiểu cái cách thức các doanh nghiệp đang phát triển các cái mục tiêu về ESG trong tổng thể chiến lược. Thông tin này thì sẽ giúp nhà đầu tư biết được cái nguồn lực họ góp vào doanh nghiệp có đang được sử dụng một cách có trách nhiệm hay không. Bởi vì tất nhiên là các nhà đầu tư sẽ muốn đầu tư vào các cái doanh nghiệp mà có trách nhiệm đúng không ạ? thế cạnh thứ hai là về cơ hội các công ty mà sử dụng các phương pháp kinh doanh bền vững hơn thì sẽ mang lại những cơ hội đầu tư mới ví dụ là doanh nghiệp có thể nhắm mục tiêu đến các khách hàng có lối sống xanh yêu thích các cái sản phẩm tốt cho sức khỏe thân thiện môi trường thì đây là xu hướng tiêu dùng đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên thế giới thì cạnh thứ ba là các cái mô hình định giá thì các nhà đầu tư nhận ra rằng các cái sự kiện thảm họa về môi trường thì có thể sẽ tạo ra chi phí cho cái danh mục đầu tư của họ dưới dạng phí bảo hiểm thuế và các cái tổn thất vật chất các vấn đề xã hội có thể dẫn đến cái tình trạng bất ổn, kéo theo những cái rủi ro kinh doanh có thể làm giảm dòng tiền và lợi nhuận trong tương lai. Do vậy thì các cái nhà đầu tư ESG thường sẽ sàng lọc các cái chính sách bền vững của các công ty và đưa thông tin vào mô hình định giá tài sản của họ, định giá khoản đầu tư của họ. Khía cạnh thứ tư liên quan đến rủi ro. Báo cáo tích hợp thông tin về ESG sẽ cung cấp cho doanh nghiệp và nhà đầu tư một cái góc nhìn rộng hơn, toàn diện hơn về rủi ro và cơ hội cũng như những cái thay đổi đã và có thể xảy ra trong mô kinh doanh. Khía cạnh thứ năm là các cái chiến lược sàng lọc. Các nhà đầu tư theo chiến lược ESG có thể sử dụng thông tin về ESG mà các cái doanh nghiệp cung cấp để sàng lọc xếp hạng các khoản đầu tư của mình khi xây dựng danh mục. Một khía cạnh nữa mà chúng ta cần phải lưu ý liên quan đến các cái vấn đề về bền vững đó là cái tình trạng triển khai hiện tại của báo cáo về tính bền vững hiện tại thì có nhiều cách tiếp cận khác nhau mà các công ty có thể thực hiện để báo cáo thông tin về tính bền vững, bao gồm việc áp dụng khuôn khổ báo cáo do sáng kiến báo cáo toàn cầu GRI ban hành hoặc là lập báo cáo tích hợp thông tin ESG. Những cái cách tiếp... hiện tại có nhiều cách tiếp cận khác nhau mà các công ty có thể thực hiện để báo cáo thông tin về tính bền vững, bao gồm áp dụng cái khuôn khổ báo cáo do sáng kiến báo cáo toàn cầu ban hành hoặc lập có tích hợp thông tin ESG những cái cách tiếp cận khác nhau này có nghĩa là thông tin về tính bền vững do các công ty khác nhau cung cấp khó có thể so sánh được và có thể không phải là thông tin mà các nhà đầu tư yêu cầu do vậy thì vào tháng 11 năm 2021 tổ chức Evers đã công bố thành lập ủy ban các cái chuẩn mực bền vững quốc tế ISSB ISSB thì đặt mục tiêu phát triển các chuẩn mực để tạo ra cái sự công bố thông tin bền vững trên cơ sở toàn cầu với chất lượng cao và tập trung vào nhu cầu của các nhà đầu tư và thị trường tài chính. Ban đầu thì sẽ tập trung vào thông tin liên quan đến khí hậu. Hiện tại đã có hai cái bản dự thảo, một là về các yêu cầu chung cho việc thuyết minh thông tin tài chính liên quan đến sự bền vững và hai là các cái thuyết minh liên quan đến khí hậu. Với nội dung này thì chúng ta sẽ cần đọc thêm cái bài viết liên quan trên website của ACCA về SDGs, các cái mục tiêu phát triển bền vững nha. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hai chủ đề trọng yếu của môn SBR. Các bạn hãy thực hành bài tập tương ứng luôn nha. Trong video tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu các cái chủ đề liên quan đến các cái chuẩn mực kế toán cụ thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.